Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Dùng lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ theo cách này, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mang lại. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã từng dùng lá gì để chữa bệnh gan nhiễm mỡ? Hiệu quả như thế nào? Nếu chưa dùng thì hãy xem hết video về lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ này nhé. Gan nhiễm mỡ có thể điều trị khỏi bằng những loại lá nam nếu bạn may mắn phù hợp. Bạn có thể thử dùng lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ theo hướng dẫn dưới đây. Tác dụng của lá vối đối với sức khỏe. Trị bệnh gan nhiễm mỡ. Hoạt chất tannin và các vitamin trong nước lá vối giúp cho gan được giải độc hiệu quả hơn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Phòng chống và cải thiện bệnh gút. Uống nước lá vối tươi mỗi ngày sẽ giúp tiêu tan đáng kể lượng uric có trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh gút. Tuy nhiên, lá vối chỉ có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh, chứ không diệt trừ tận gốc được căn bệnh này. Trị bệnh tiểu đường. Uống nước lá vối tươi sẽ giúp ổn định đường huyết, giúp kiểm soát căn bệnh này. Chữa đầy bụng, khó tiêu. Trong lá vối tươi có nhiều chất dinh dưỡng và tannin chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Vì vậy, khi bị đầy bụng, khó tiêu, uống nước lá vối có thể giảm thiểu tình trạng này. Lợi tiểu, giải khát. Uống nước lá vối giúp giải độc, thanh lọc gan thận, giải khát và các chất độc sẽ được đào thải ra ngoài nhanh hơn. Giảm chóc đầu, mẩn ngứa. Nước lá vối ngoài uống có thể sử dụng để tắm, gội đầu, giúp sát khuẩn tại những nơi bị chóc đầu gây mẩn ngứa. Trị viêm đại tràng. Với hoạt chất tannin có nhiều trong lá vối và nụ vối sẽ giúp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng của cơ thể một cách đáng kể. Lá vối chữa gan nhiễm mỡ bằng cách nào? Trong thực tế, đã có nhiều người dùng lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ mang lại kết quả tốt. Bạn có thể sử dụng lá vối tươi, lá vối khô hoặc nụ vối đều được. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người cho biết, thì sử dụng lá vối tươi để ủ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Một số cách pha lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Cách 1. Nước lá vối tươi. Nguyên liệu: 5-7 lá vối tươi. Cách làm: rửa sạch lá vối tươi, có thể ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút để loại trừ tất cả bụi bẩn và vi khuẩn. Các loại thuốc bảo vệ thực vật nếu có, để rau nước. Hơ qua lửa để cho lá héo một chút, khi uống sẽ không bị ngái. Sau đó bỏ vào ấm trà hãm với nước sôi 5 phút rồi uống như nước chè hàng ngày. Cách 2. Nước lá vối khô. Nếu bạn không muốn mất thời gian chuẩn bị cho mỗi lần uống nước lá vối tươi thì có thể phơi lá vối khô với số lượng nhiều rồi cắt đi dùng dần sẽ tiện hơn. Nguyên liệu: 1 kg lá vối tươi, có thể lấy với số lượng tùy thích. Cách làm: rửa sạch lá vối, nhặt hết lá bị dập, nát, lá bị sâu, để ráo nước rồi băm nhỏ. Nếu không thích, bạn có thể để nguyên cả lá. Rải đều lá vối tươi ra nia rồi phơi ở nơi nắng to cho đến khi khô hoàn toàn. Cắt lá vối khô vào bịch ni lông sạch, buộc kín và để nơi thoáng mát dùng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn lấy một nhúm lá vối khô rồi hãm với nước sôi 5 phút, sau đó uống như nước chè bình thường. Cách 3. Nước nụ vối. Uống nước nụ vối cũng là cách chữa bệnh gan nhiễm mỡ tại nhà, có tác dụng không thua kém lá vối tươi và lá vối khô. Nguyên liệu: nụ vối tươi với số lượng tùy thích. Cách thực hiện: đem nụ vối tươi rửa sạch nhiều lần rồi phơi cho đến khi khô hoàn toàn. Mỗi lần sử dụng, bạn lấy 20g nụ vối khô, cho vào ấm trà và hãm 5 phút, uống như nước chè hàng ngày. Cách bảo quản lá vối khi không sử dụng. Nước lá vối tươi có thể bảo quản trong tủ lạnh nếu không sử dụng đến.
tối đa có thể bảo quản 2 đến 3 ngày trong ngăn mát tủ lạnh. Không nên để nước lá vối qua đêm ở điều kiện bên ngoài sẽ khiến nước lá vối bị ôi thiêu, gây đau bụng nếu uống phải. Nên để nước lá vối tươi trong bình kính, chất liệu bằng thủy tinh hay sành sứ. Không nên để nước lá vối trong bình nhựa ở môi trường bên ngoài sẽ cho chất lượng không tốt. Một số lưu ý khi sử dụng lá vối để chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Uống nước lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ thì mang lại kết quả đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng. Có một số quan điểm sai lầm khi uống nước lá vối mà dân gian truyền tai nhau. Bạn có thể lưu ý. Uống nước lá vối hại thận. Đây là quan niệm sai lầm bởi uống nước lá vối không hề hại thận. Điều này đã được các bác sĩ khẳng định. Người huyết áp cao vẫn sử dụng được nước lá vối bình thường. Nước lá vối còn giúp ổn định huyết áp cho người bị huyết áp cao và cải thiện bệnh tim mạch. Người huyết áp thấp không nên sử dụng nước lá vối vì có thể làm hạ huyết áp thấp hơn. Không nên uống nước lá vối quá đặc và nhiều lần trong ngày có thể gây đầy bụng, chướng bụng, khó chịu hay thậm chí gây choáng váng đầu óc. Một số cách chữa gan nhiễm mỡ bằng bài thuốc dân gian. Bên cạnh lá vối, bạn cũng có thể áp dụng cách chữa gan nhiễm mỡ bằng các lá cây như lá nha đam, lá sen, lá cần tây, lá chó đẻ răng cưa. Dưới đây là hướng dẫn về cách chữa gan nhiễm mỡ bằng bài thuốc dân gian sử dụng các loại lá trên, bạn có thể tham khảo. Chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng lá nha đam. Nha đam hay còn gọi là lô hội được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh ngoài da, gan, thận và làm đẹp. Cách làm: lấy một khúc nha đam, tước vỏ ép lấy nước cốt cho vào bình, đổ thêm 200ml nước lọc, thêm 2 muỗng mật ong nguyên chất đậy nắp bình và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Nước ép nha đam nên uống hết trong ngày. Uống liên tục trong 1 tháng sẽ khỏi đối với những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ. Đối với những người bệnh gan nhiễm mỡ nặng, có thể giúp thiên giảm rõ rệt. Chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng rau cần. Rau cần có khả năng giảm cholesterol trong máu, hạ đường huyết, đã thông kinh mạch, giải độc gan, giảm mỡ trong gan. Cách làm: hàng ngày bạn nấu canh rau cần với thịt nạc, vừa tốt cho gan, vừa tốt cho tiêu hóa. Chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng lá sen. Lá sen có tác dụng an thần, giải độc, thanh nhiệt, làm mát gan, giảm mỡ máu trong gan, cầm máu, lợi thấp. Cách làm: nên chọn lá sen non, còn cuộn chưa mỡ, rửa sạch rồi thái sợi, phơi khô, để trong túi ni lông kín dùng dần. Mỗi lần sử dụng, bạn lấy khoảng 20g lá sen khô, nấu chung với 1 lít nước sôi giữ ấm và uống hết trong ngày. Uống liên tục trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy lượng mỡ trong máu giảm hẳn. Chữa bệnh gan nhiễm mỡ bằng lá cây chó đẻ răng cưa. Cách làm: thu hái cả lá lẫn cành, rửa sạch, lấy khoảng 20g, xắt với 1 ít nước. Lấy khoảng 20g, xắt với 1 lít nước uống như trà hàng ngày. Liên tục sau 1 tháng sẽ giảm hẳn mỡ trong gan. Nếu bạn không thích uống lá tươi thì cũng có thể phơi khô để dùng dần. Cây chó đẻ răng cưa này, ngoài tác dụng giảm mỡ máu, nó còn có tác dụng tốt trong hạ huyết áp. Vì vậy, những người bị huyết áp cao có thể sử dụng bài thuốc này. Ngược lại, những người bị huyết áp thấp thì không nên sử dụng. Đã có nhiều người chữa khỏi bệnh gan nhiễm mỡ từ các loại lá dược liệu như nha đam, cần tây, lá vối, lá sen, v.v. Các loại lá này hầu như không có tác dụng phụ đối với sức khỏe. Ngược lại, nó còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe và điều trị một số bệnh cho cơ thể. Nếu bạn và người thân cũng đang mắc phải căn bệnh này, hãy thử áp dụng bài thuốc lá vối chữa bệnh gan nhiễm mỡ hoặc các loại lá khác như đã hướng dẫn ở trên. Nếu hợp với cơ địa, có thể giúp tiêu trừ triệt để căn bệnh này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng,
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.